Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách lắp cuộn màng trên máy cán màng 9350. Nếu mọi người chỉ cần cán một mặt thì chúng ta chỉ cần lắp cái cuộn ở trên và lòn qua thanh sắt là mình có thể cán được một mặt rồi. Còn nếu như nhu cầu của mình muốn cán hai mặt, như cán hình ảnh hai mặt nè, cán card visit đó, thì mình sẽ lắp hai cuộn. Và em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để mình lắp hai cuộn làm sao để khi mà mình cán là cán một lần được hai mặt luôn nha. Cán một mặt đó thì nó rất là dễ dàng, thì mọi người có thể xem cái thao tác của em làm và có thể dễ dàng làm theo. Nguyên tắc cán màng nhiệt thì mình lúc nào cũng phải đưa qua thanh sắt để cho cái thanh sắt này nó căng cái màng của mình ra. Tiếp theo em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mọi người cán một lần hai mặt. Mọi người chú ý ở phía dưới nó cũng sẽ có một cái thanh sắt để cho chúng ta làm căng cái màng của mình. Lúc nào cũng vậy, mình nhớ lòn qua thanh sắt trước nha. Sau đó mình đưa qua phía dưới cái thanh sắt ở phía trên. Mình dùng tay cố định cuộn màng phía dưới, sau đó dùng cuộn màng trên lòn dưới thanh sắt như cái cách mà mình cán một mặt thôi. Mọi người nhớ căn chỉnh làm sao cho cái cuộn màng dưới và cuộn màng trên nó khớp với nhau để sản phẩm của mình cho ra nó chỉnh chu. Tiếp theo thì mình sẽ điều chỉnh trên cái giao diện của màn hình máy cán màng. Hot là chế độ cán màng nhiệt. Với chế độ này thì mình sẽ cán hình ảnh nè, cán nem cạc, cán menu, những loại giấy không có keo. Nhiệt độ sẽ phụ thuộc vào giấy mà mình sử dụng. Thông thường với những loại giấy ảnh, giấy nem cạc, giấy menu thì mình có thể sử dụng nhiệt độ 110 là đã có thể cán được rồi. Mình sẽ chỉnh nhiệt độ ở nút cộng và trừ. Còn chế độ cool là chế độ cán màng nguội. Chế độ này sẽ bật khi chúng ta cán đề can và sử dụng màng nguội. Vì tính chất của đề can nó sẽ có lớp keo ở mặt dưới cho nên chúng ta không thể nào sử dụng màng nhiệt và cho máy chạy nhiệt độ được, cho nên bắt buộc chúng ta phải sử dụng màng nguội và bật chế độ cool để máy không còn nhiệt. Trong thời gian chờ nhiệt độ lên đủ, chúng ta sẽ căn chỉnh lề cho giấy. Ban đầu thì sẽ mất rất nhiều thời gian của mình, nhưng khi chúng ta đã căn chỉnh được rồi thì cứ thế mà chúng ta đưa vào cán thôi, sẽ hạn chế được tình trạng bị lệch. Sử dụng màng nào cũng vậy, trước khi cán thì chúng ta nên đưa vài tờ giấy nháp để căn cái cuộn màng của mình ra trước, sau đó hẳn đưa sản phẩm của mình vào. Những tờ giấy mồi vào thì chúng ta nên chọn những tờ giấy có định lượng dày để căn cuộn màng hiệu quả hơn. Sau đó mình sẽ khởi động rulo. Enter sẽ là tiến và exit sẽ là lùi. Thường thì nút lùi thì chúng ta thường hay sử dụng khi mà kẹt giấy hoặc là kẹt màng. Đến tờ cuối cùng của mình thì mình cũng đưa một tờ nháp vào để giữ đó và căn cuộn màng của mình để những sản phẩm tiếp theo chúng ta không cần mồi nữa. Dùng kéo hoặc dao cắt đi cái sản phẩm của mình. Nhớ là giữ lại tờ mồi nha. Chúng ta có thể thấy những tờ mồi đầu tiên nè, nó sẽ không có hoàn chỉnh cho nên chúng ta không nên đưa những cái sản phẩm của mình đưa vào đầu tiên nha. Nhớ làm nháp vài tờ trước nha.